Rồi, bay nãy giờ mới thấy được cái con heo Fiomia luôn các bạn, 120 nè. Mà nó ở đây thì cảm giác khá nguy hiểm không? Ở đây toàn thú dữ luôn. Ông Silet đấy bạn, với lại ở phía trên nó có con cua nữa. Rồi, nên bắt cái con này về để cho nó làm phân á, để chúng ta trồng mấy cái cây. Thì đây, video này chúng ta lại tiếp tục nha bạn. Mình lại quay trở lại đây. Đây con này thì nó làm phân rất là dữ á. Nhưng mà mình nghĩ muốn bắt cái con này có bộ hơi khó nè. Đó quỷ cua nó chạy xuống nữa. Con này 2000 tu bồ các bạn. Đây 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 đây, con cua nó xuống rồi các bạn ơi. Đúng rồi, chạy xa xa đi coi. Đúng rồi, đi xa xa vậy là hợp lý đó các bạn ạ. Rồi. Hay dữ bạn, nó bắn gì cũng dính nữa. Chạy ra đây, chạy ra đây, đúng rồi, chạy ra đây, ok. Nói sao mình ngán ngán cái con cua đó nó xuống đây các bạn. Rồi cũng đỡ các bạn ơi, con này tem cũng nhanh á, con này tem cũng nhanh, ok đó. Con heo đó tem cũng nhanh đúng rồi. Bắt được con heo đó là mình sẽ giải quyết được cái bài toán làm phân các bạn. Ở đây có mấy con baby luôn. Rồi đem lại lẹ con ơi, mấy chỗ này nguy hiểm lắm nha bạn. Nè, có con ong Silet ở trên này nữa nè. Mắt cấp 300 ha. Rồi, ok. Với lại phía trên đó là cái con cua. Đó, con heo nó cũng ở kế bên nhà mình luôn nha bạn. Hiện tại giờ thì chủ yếu là mình thiếu trái cây thôi. Thiếu cà gót thôi. Với lại trứng. Để chúng ta có thể là lên được thời alpha rồi. Đó, có con heo này nữa là ngon rồi nè. Đây, wow, được 6 củ cà gót luôn các bạn ơi, quá im. Nè, bên chanh thì chưa có phân nha các bạn. Đó, giờ thiếu thịt các bạn, thiếu thịt với lại một cái trứng á. Thì nhập thêm mấy cái trứng là có thể là chế tạo được cái bò alpha đó. Là lên thời. Lên thời alpha với lại abet luôn. Đây, cho nên cây trắng nè. Đó, nó sẽ ra cá đóng như vậy. Rồi, ngon lành. Phải có được cái con heo này à, không được là thua luôn á. Rồi, có thịt luôn. Đấy, giờ chỉ việc là đi vòng vòng bắt mấy con đô đô các bạn, để cho nó làm trứng á, không thì chúng ta nhặt cũng được. Rồi nghĩ chắc bắt luôn á. Mentor Berry, đem theo mớ Mentor Berry nữa. Bắp, khoai tây. Để mình trồng thêm mấy cái trái cây nữa bạn ha. Chanh nè. Lại thiếu hạt giống cà rốt rồi. Để trồng thêm một vài blot nữa đi cho nó làm nhanh nhanh mấy cái trái cây á. Trong mấy cái bản vanilla bắt được con này thì khỏi lo dùng phân bón á, cho nó ăn là nó đẻ ra cái đống. Mình thấy con này kiểu mà nó rất là có ích luôn á. Rồi
Rồi, lại ra thêm nữa nha các bạn. Đây, bắp ha. Chắc trồng luôn bắp đi. Với lại khoai tây. Rồi, trồng thêm cà rốt với lại chanh luôn nữa ha. Đấy. Trồng sẵn như đây tí nữa, cứ mà lên kiếp bồ kia là chúng ta có trái cây sẵn luôn. Wow, vừa trồng cái lên luôn nữa bạn. Nói chung là bản này mình thấy là kiểu trái cây đồ nó cũng ra nhanh đó, ra khá là nhanh đó. Đi nào, giờ mình tìm trứng các bạn. Có được trứng là lên được thời alpha đó. Alpha rồi lên apex. Đây 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 có trứng nè mọi người. Giết hết các bạn ơi. Mình cần mấy cái máu alpha này. Tí nữa chúng ta chế mấy cái bộ dụng cụ á. Đây, thấy có một trứng nè. Đấy. Rồi, có xác con Abed luôn. Với con này luôn 800. Đó, có được thêm một mớ chi tiêu luôn. Mình nghĩ chắc bắt tạm mấy con đô đô được quá bạn, để cho nó làm trứng á. Alpha đô đô. Mình có cái bò bắt nó luôn á, để cho nó làm trứng cho nhanh nhanh đi. Với lại bắt một cái con bờ tay alpha vậy, chúng ta đi cho nó khỏe. Đó, có con alpha bờ tay 109 nè. Mà con này tới 7000 tu bò các bạn. Tu bò là bắn hơi bị phê á. Ây da, trời đất ơi là trời, con quỷ đó nó nổ các bạn. Ui là trời. Vãi chưởng chưa. Mẹ con quỷ đó nó nổ một cái đi luôn à. Nhật bà, mình hồi sinh đây là bậy bạ nữa các bạn. Đây có trứng nè. Nhưng mà không được, hồi sinh ở đây là cách cái chỗ mình chết là 200 mấy mét.
Nhưng mà không có đò, không có thuyền để đi qua. Rồi, hình như là chết ngắt cái con bờ te luôn các bạn ơi. À, mình kiểm tra thử. Rồi, đúng y luôn các bạn. Chết ngắt cái con bờ te luôn. Lại phải cút bộ về nữa, quỷ đó nó báo thì thôi đi. Kìa, nó lặn xuống các bạn, nó đang yên đang lành nó nổ cái cành cái đi luôn, không yếu kiểu gì. Bây giờ bộ này có cá mập cái gì đâu, sắp hồn xác con bờ te nha bạn, phải chữ thiệt chứ. Đây, còn cái con đó nó chết đuối luôn anh ơi. À, quỷ này nó bao đời bao đớm luôn. À, giết đó là có than á. Rồi phía trước mình thấy có trứng nữa. Kiểu này là phải bắt bờ te chứ các bạn ơi, bắt cái con bờ te anh mà cũng không bắt được nữa. Tại mấy quỷ bờ tay alpha là tôi bò nó rất là cao. Nó tự nhiên cái cục cái giò ngang luôn. Đi, tao chở tụi mày. Đó, tao cho mày coi gian đó. Chở đi luôn các bạn. Ok, nó phóng luôn rồi các bạn. Rồi thôi, lái thuyền về thôi các bạn. Báo không mà làm cục cái giò của mình. Rồi, về tới nhà nha các bạn, mà mất cái chân đi luôn rồi. Đây, chúng ta có trứng nè, chế tạo được kiếp bò đó các bạn. Cà rốt nó là chế được thêm kiếp bò nữa. Đó, thêm 8 củ cà rốt à. Canh cũng sắp lớn rồi. Rồi, cần trứng là chế tạo được nữa. Rồi chế bô la tháp fiber với lại stone tháp fiber rồi chế vài cái bô la chúng ta bắt lại con bờ te khác. Rồi lên đường đi luôn nhé bạn, mình kiếm lại con bờ te khác mới được, với lại đem cái con dodo alpha kia về nữa, có cái bò. Đây, con này cũng sắp tỉnh rồi. Cách 800 mấy mét. Rồi, mình thấy tới khu này là cũng nhiều bờ te đó bạn ơi. Có con cấp 190. Abet. Đồ chỗ này có con người đá nha bạn,
Nguy hiểm quá vậy. Dạ. Chà, con đô đô. Thôi, đi lưu quá nè. Nè. Hôm nay chắc là mình phải kiếm cái con thú đam nào hỏi alpha được để mà đi giết mấy con nhỏ nhỏ đây mày. Chắc là bắt cái con bờ te là thấy cũng được á, bờ te alpha. Nhưng mà nó tới 7.000 tu bò á, muốn bắt từ cái con bờ te alpha là cũng hơi căng căng đó. Nghĩ chắc là phải xây 7 á. Đây 7 bắt cái con bờ tay alpha rồi. Rồi xong. Wow, alpha này cởi được luôn bố ơi. Nó di chuyển cũng khá lẹ. Đam trăm mấy nha mày. Không chặt được luôn mới ghê chứ. Rồi ok, trăm mấy. Rồi mình nghĩ bắt được cái con bờ tay alpha là ngon đó mày. Nhưng mà giờ sao tìm cách bắn xỉu đó thôi. Anh ta ok. Wow, con chim đó nó bắt con cá các bạn. Hay thật sự luôn. Alpha chike. Gì vậy, gì vậy? Con cua nó phóng các bạn. Gì vậy? Con này là Abed. À đúng rồi, bắt cơ. Nó nhìn cua phóng thấy sợ. Bắt cái con bulldog cũng được các bạn. Con bulldog nó hình như là tay bắt siêu nè. Mình thấy con bulldog cũng ngon á. Chắc là mình phải kiếm một con bulldog alpha rồi các bạn ạ. Hôm nay chắc quay về nhà quá. Bên đây là thấy không có bulldog rồi bạn ơi. Chắc là quay về nhà quá. Tầm này chắc mình phải bắt một cái con bulldog alpha nè. Kiểu tem bắt siêu á. Để giúp mình farm mấy cái đồ á, farm máu đồ các kiểu á. Với lại lia mấy con nhỏ nhỏ á, đem ta đi nhặt trứng rồi. Rồi xong rồi farm mấy cái đạn á, rồi mới bắt alpha bờ te á. Về luôn á. Nói chung game này kiểu giờ này là chiêu chiêu nha mấy anh. Lái hiền chở đô đô luôn. Đây phía trước mình có cái đảo lớn nữa bạn. Đảo này không biết có gì không biết. Thì tấp vô cái đảo này coi thử rồi có mấy con bulldog không à. Gần nhà mình mới có mấy con bulldog. Khu này là kiểu vô đầm lầy rồi nữa bạn. Đó mình thấy có con heo rồi. Yo mia.
cụ này không thấy bulldog luôn. À con này có 1k mấy giờ. Ê trời trời đất ơi, trời đất ơi. Đi 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 đi. À, xem tí nữa bạn. Hồi ông đó cũng tích lùm. À, xem tí nữa là qua đời luôn rồi. Mình tính anh lên với cái con officer đó bạn. May á. Không thôi là chìm bẹp luôn mà. Cấp 30 về luôn nhé mày. Xa má ơi, cái đảo này nó lớn. Đó, cái đảo mình phía trước đó bạn, đảo đâu lâu á. Xa kinh khủng. Đây là chỗ thính đó rồi, nó có gì không à. Cái thính này là nó có chanh nha các bạn. Có chanh, có thịt nè. Không biết cái này nguy hiểm không biết. Wow, dưới này cũng sâu quá. Đó, lấy chanh vậy là có thể là chế tạo được cái bò Apex luôn đó mấy người. Ok luôn, liều mạng luôn. Tiến nha bạn. Bản game này kiểu mà mình lên trên biển không luôn á, y chang game Atlas luôn bạn. Suốt ngày lên trên biển à. Cái gì nó chiêu chiêu các bạn. Thời gian tới cứ có thú bài rồi, mình đâu có còn mấy cảnh này nữa đâu. Đúng không? Giờ cứ tận hưởng rồi. Rồi, nếu thích series video của mình thì nhớ like, subscribe kênh giúp mình tiếp các bạn để mình có động lực nha. Nói chung mấy tập đầu này thì nó hơi chiêu chiêu với các bạn. Từ từ thì mình sẽ giàu có lên đó. Cố gắng mình bắt luôn con gồng hôm qua. Con gồng đem con nít hôm qua các bạn. Hơi bị ngon luôn. Rồi, tới nhà nha các bạn. Trời ơi, thấy gì thôi chứ nó xa má ơi luôn các bạn. Đi lâu thì thôi đi. Chèo thuyền lâu dở lắm. Rồi, mình để mấy cái chanh vô ha. Đó, cái bò Abed là cần trứng alpha nha các bạn. Trứng alpha là chúng ta cũng có luôn á. Với lại mấy cái máu alpha nè. Đó. Có thể là lên được cái bò Abed luôn đó. Rồi, chanh cũng lớn luôn rồi mọi người. Đó, chanh có trái luôn ha. Đây, tính ra là lên được thời Apex luôn. Giờ để mình qua bên kia. Mình đi kiếm mấy con bulldog bạn. Được thì bắt cái con bulldog Apex luôn á. Là ngon luôn á. Chỗ này mấy con cua bắt đầu nó xâm chiếm thế giới dữ rồi mày. Giờ mấy con quỷ này nó ra xâm chiếm thế giới dữ rồi. Chờ, nó phóng rồi. Bình thường mình nhớ bulldog cũng nhiều lắm mà ta. Giờ đâu mất tiêu hết rồi.
Rồi, có con bờ tê alpha này. Đây con này cấp bột độ 40 nha các bạn. Bắt cái con bờ tê alpha này cũng được luôn các bạn. Con này cấp độ 40 mình nghĩ bắt được rồi. Bắt nó đi lụm mấy trứng alpha cũng dễ các bạn. Đáp xuống đi bạn ơi. Chả lẽ bay hoài sao? Con đó 2000 tu bộ. Được á, mình bắt con đó được á. Nãy có hết đùi luôn. Đáp xuống nào. Đi luôn các bạn, phải chưởng thiệt chứ. Đây mình gặt thêm ít phi bò nha các bạn. Chế vài chục cái bola. Đó, chế được 29 cái các bạn. Không chịu đáp á, nãy giờ bay hoài không chịu đáp. Đây mình canh hướng nó mình quăng. Rồi đáp rồi, chưa đáp rồi, dính luôn các bạn. Rồi rớt xuống nước luôn không rồi. Bay nãy giờ các bạn, bay từ trời sáng cho tới trời tối luôn các bạn. 2000 rưỡi tu bò, 2400 tu bò, bay hoài luôn. Mà quan trọng là nó xỉu ở dưới nước kia nè. Không sao, con này nó chỉ ăn một chút bò thôi. Rồi, chút nhạc tới luôn quá mà. Đâu, ui con này tem nhanh lắm bạn ơi. Wow, tem một phát một được luôn quá bạn ơi. Chết bà con cua chà bá luôn các bạn, con cua chà bá luôn các bạn ơi. Con cua bự dở lắm. Rồi yên này xài không được luôn mày. Khó mùi chờ. Yeah. Như các bạn xem cô các bạn. Úi giời ơi. Con đó là nó hành mình hồi bữa đó các bạn. Đáng sợ chưa? Con đó là hài gót ly chưa? Bye bye. Rồi thôi về các bạn ơi, nếu có được con alpha bà te là ngon rồi. Con này là đỡ khổ luôn á. Con này mình sẽ bay đi nhặt trứng các bạn. Rồi xong rồi có được cái bồ Abet á, bắt cái con Bulldog nữa là chúng ta sẽ có thú đam. Không thì sử dụng cái con Alpha này làm thú đam nữa các bạn, cũng được được á. Đây tắt nhạc luôn luôn.
Rồi, tới nhà các bạn ơi. Đây, con Dodo nãy giờ có đẻ trứng nào không? Không thấy nó đẻ trứng nào luôn. Cái quan trọng là để mình chế thử cái yên nè. Không biết cái yên nó tốn không nè. Bờ tè. Đây, yên alpha nha bạn. Khá tốn đó bạn ơi, khá là tốn da đó. Nó cần da alpha. Rồi, không đủ rồi. Sukana luôn. Thiếu da alpha luôn. Thằng tới 200 mấy da alpha các bạn. Chỗ này là mình phải bắt cái con này đi. Đây, dùng cái con này làm thú đam á. Để đúng khổ luôn. Mấy con alpha nữa. Lên đây toàn quái vật không ơi. À, như đây có con alpha rồi đúng không? Đây có con alpha diplo rồi. Wow, 300 mấy. Từ phía xa xa là mình thấy có hiệu ứng như từ lừa các bạn. Có khi nào chạy lên đây không ta? Sao mình nghi nghi người đá đó quá. Cái gì sao tự nhiên tấn công nó luôn vậy? Tự nhiên tấn công nó luôn, anh tào lao rồi chứ. Phía sau đó mày. Rồi, nó sẽ ngắt nó luôn anh. Đi nè. Đây mình ra cái đảo giữa biển các bạn. Đảo đó có nhiều mấy con alpha. Tâm hết thử. Ây da, rồi xong luôn các bạn ơi. Mẹ, cái con người đá nó ném cái chiếc nhất cái con chica luôn rồi. Chán thiệt chứ. Ê, nó khổ thì thôi đi. Ý là mình đã lướt qua đó bạn mà nó ném cục đá theo. Tào lao thiệt chứ. Mẹ, sắp sửa giàu rồi mà nó cứ nghèo lại hoài. Không hiểu kiểu gì luôn, ý là đi giữa biển gì mà nó vẫn ném cục đá được. Tào lao thật sự. Giờ có cái con alpha bờ te mà chưa có cái yên nữa. Chưa làm được cái yên, nếu bạn làm được cái yên là ngon luôn á. Giờ có alpha bờ te rồi mà kiểu chưa có yên các bạn. Đang bị thọt thọt kiểu gì. Kiểu sắp sửa giàu mà chưa giàu được.
giờ lụm luôn con chike rồi, báo thiệt chứ. Đây già đẻ đi bồ ơi, mình phải có được thêm hai trứng nữa bạn, hai trứng alpha nữa. Nó bình thường mấy con đô đô nó đẻ dữ lắm rồi nè, có thêm hai trứng alpha nữa là chế tạo được cái kiếp bồ abet đó. Đây có được kiếp bồ abet đó thì mình đi bắt cái con bulldog thôi. Giờ chủ yếu là thiếu trứng thôi, giờ không có thú bay mà không có thú đam luôn, không có thú bay mà cũng không có thú đam nữa, khổ thiệt chứ. Mình sẽ đi thiền không luôn nhé bạn, rồi đi vòng vòng kiếm trứng alpha. Chúng mình đi này quá trời bắt tiện luôn mà, lâu cũng tốn thời gian mà cũng phải chấp nhận thôi. Đó quyển người đá bao đời bao đốm nữa bạn, với lại phía trước gì nữa, còn phía trước có con siêu boss gì đây nữa bạn. Ôi ôi phía trước kìa, trời ơi các bạn xem hiệu ứng nha bạn, ôi ôi gì dữ vậy. Chiều của con ông á, ông Silet. Đây, mình đi qua bên cái đảo ngoài này. Mình mới trứng rồi. Rồi, ok, tới luôn các bạn ơi, nhìn từ phía xa xa là mình thấy có hai trứng rồi đó các bạn. Ba trứng luôn các bạn ơi, hợp lý rồi đó. Thì chủ yếu là lụm thôi, mà quan trọng là có mạng để mà đem về không nè. Đó, nhặt trứng, nhặt trứng. Hai trứng nha các bạn. Đó, đó, mổ vô cái đầu mình nè, mổ vô cái đầu mình nè. Chạy thôi, chạy thôi. Ngon hả các bạn ơi. Ở đây hai trứng nữa thôi nè. Coi nào trứng của con Bron to đó không ta. Chạy thôi, nguy hiểm quá. Rồi thôi về các bạn ơi, có có trứng alpha, mình sẽ quay lại bắt cái con abet đó bạn, con abet bulldog đó, ngon luôn. Rồi ở nhà nha bạn, nói chung là nó mất thời gian thì thôi đi. Đi tới đi lui, đi tới đi lui bằng cái thiền của bạn. Đó, chế tạo được cái bò abet nè. Rồi, giờ phải đi bắt cái con bulldog abet nha bạn. Một con ở đầu sông, con ở cuối sông, trời đất ơi trời. Hai con kiểu mà một con ở đỉnh đầu của bạn, nhà mình thì ở điểm này của bạn, còn cái con abet thì lại ở điểm cuối kia, lại quay lại. Nếu nó xa thì thôi đi, nó chèo đò qua lại và các bạn muốn khùng luôn á, nó mất thời gian má ơi luôn. Rồi tới cái đảo các bạn, rồi con bulldog đổ tiêu rồi. Rồi hình như là thanh niên bulldog abet hồi nãy chích ngắt luôn hay sao để các bạn. Không mất tiêu rồi ta. Đây coi trứng abet nha các bạn. Ôi trứng alpha chứ, ok nhặt luôn. Nhưng mà cái con bulldog abet đâu ta, hình như là nó bị mấy con đô đô giết chết luôn rồi sao mày. Cái này chắc video tập sau chắc mà mình thêm vô cái mod tìm thú quá bạn ơi, để tìm thú cho nó dễ á. Bulldog nó chích quay luôn rồi các bạn ơi, bulldog abet nó chích quay luôn rồi. Không thấy luôn,
Có bị con nào giết chết queo luôn rồi. Thôi lạng ra, lạng ra, không thôi tới biến. Là hồi nãy có cái con boss nó cua là cũng tiêu rồi. Nãy có con boss cua vàng vàng nó đây rồi. Đâu quẹo ngay chăng vậy trời, cái gì vậy trời? Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tào lao thiệt chứ. Gì mà không sao nữa bạn, xạo thiệt. Trên đó là có con siêu boss ở trên đó đó bạn. Lên đây coi thử. À có con bulldog nè. Ô con này là con bulldog các bạn ơi. Rồi để mình bắt nó luôn. Cấp độ 100. Đây có cái bồ các bạn. Con mắt đỏ 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 đỏ. Anh tưởng nó là cái con ấy không chứ. Nó ăn một cái bồ à. Rồi ok ok ngon ngon ngon. 11.000 máu. Nói còn đó quánh 500 mấy chứ trời. Trời 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 trời. Rồi xong luôn các bạn ơi. Mấy con đó nó quánh 1.000 mấy chứ chứ. Mẹ tưởng đâu thấy máu nó ít các bạn. Ai ngờ đó nó có con Diplo nữa. Trời đất ơi là trời. Mẹ đi. Khổ đi thôi đi. Chưa kịp chụp hình chụp bóng gì. Nó tào lao nó xỉu chứ biết gì mình dẫn nó xa xa được rồi. Vừa mới vào lên cái đi luôn. Cái thiệt chứ. Mình thấy nó máu nó tới 11.000 đúng không anh? Mà quên có mấy cái đi luôn rồi. Tào lao thiệt. Xong luôn đó bạn ơi, thôi không sao đâu. Để mình bắt lại. Nói chung là cũng hiểu cơ chế của game này đó. Rồi giờ là phải bắt lại nữa bạn. Khổ thiệt chứ, mày báo vừa thôi này cấp độ. À, con này hồi nay chờ chứ bạn. 58.000 máu. 11.000 máu mình quánh có mấy cái chết luôn. Rồi thêm con cua nữa. Thứ dữ nữa. Thứ dữ nữa. Hình như là đang lái thuyền là được bắt tử đó bạn. Nhảy. Gì vậy? Hình như lái thuyền là được bắt tử đó bạn. Đó, kiểu các bạn đang lái là được bắt tử hay sao á. Thì có cảm giác gì dạ rồi xong luôn mấy ông ơi. Đi luôn. Méo được bắt tử luôn. Tào lao thiệt chứ. Thôi được rồi, video tập này chắc mình tạm dừng đây bye. Tập sau chúng ta lại chiến tiếp nha. Tập sau thì mình sẽ lụm đồ các bạn. Lụm mấy trứng á. Nói chung cũng dễ các bạn ơi, mình cũng biết cái công thức để lên cái game này rồi. Đó, chỉ cần có trứng thôi các bạn. Lên cái đảo này nhặt xíu à. Có trứng bắt cái con Abed đó. Đó trứng nhóc chưa nè. Rồi xong rồi. Ấy da. Nhóc trứng luôn bạn ơi. Ui đây trứng nhiều lắm. Đó mà không có mạng để đi về các bạn. Giờ phải chế cái bè. Chế cái bè quay lại chỗ này lụm mấy cái trứng nè. Rồi quay về rồi chế cái bộ ơi. Lụm lại cái túi đồ nữa. Ta chế lại được. Chế lại được cái kiếp bộ Abed đó bạn. Đi bắt lại con bulldog khác đó. Là lên thời đó. Nói chung là sao sẽ kỹ hơn tí bạn. Mình thấy cũng manh mạnh mà nhờ đâu chết luôn. Đây nói chung là cần cái thịt đùi thôi. Với lại trứng alpha đó bạn. Là có được cái bộ Abed rồi. Rồi tập sau lên thời nha bạn.
này quế luôn. Tưởng đó là ngon các bạn, mới bắt được con đó là lên luôn rồi, ai ngờ đâu giờ mới bắt xong tán cái bụp đi luôn.